Anh Hùng, chúng ta quen nhau được bao lâu rồi? Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện đó làm gì? Anh đúng là đồ vô tâm. Thế cuối cùng anh coi em là cái gì của anh? Thì đương nhiên em là người yêu của anh rồi. Anh vẫn còn nói được à? Yêu nhau lâu như vậy, anh không đưa em về nhà, cũng không đến nhà của em. Thế cuối cùng anh có định cưới em không? Em nghĩ nhiều rồi. Anh yêu em nhiều như thế, không cưới em thì cưới ai? Chỉ là dạo này anh hơi bận nên chưa có thời gian nghĩ đến chuyện đó thôi. Anh thì đang thất nghiệp, ở nhà cả ngày thì bận cái gì? Chính vì anh đang thất nghiệp, phải tiêu tiền của em nên anh rất ngại. Anh đang cố gắng đi tìm công việc mới. Vì thế, anh không có nhiều thời gian dành cho em. Anh không cần phải vất vả vậy đâu. Tiền của em đủ để chúng ta sống dư giả mà. Anh cứ lấy tiền em tiêu như vậy thì kiểu gì cũng có một ngày em xem thường anh. Anh không muốn như thế. Em không hề có ý nghĩ xem thường anh. Anh đừng có nghĩ nhiều nữa. Mà anh Cường đang giục em lấy chồng đấy, còn chọn mối cho em nữa. Sao cơ? Em không đùa anh đấy chứ? Chuyện nghiêm túc như thế, sao em có thể đem ra làm trò đùa được? Anh trai em là chủ tịch tập đoàn ABA. Bận như vậy rồi mà còn thời gian nghĩ đến chuyện này cơ á? Nhà em có mỗi hai anh em, chẳng nhẽ anh ấy lại coi trọng công việc hơn em à? Thế em có nói với anh ấy về chuyện của hai chúng ta không? Em có nói rồi, thế nên anh ấy mới bảo em đưa anh về để thưa chuyện đấy. Thế mà em không nói ngay từ đầu, cứ vòng vo mãi làm anh đau cả tim. Anh còn nói được nữa à? Em định thử xem anh như thế nào. Hóa ra anh vô tâm thật. Ừ, là anh vô tâm. Anh sai rồi, cho anh xin lỗi nhá. Vậy anh thu xếp thời gian đi, ngày kia đến nhà em. Có bố mẹ anh nữa thì càng tốt ạ. Thế nhưng mà quá khứ của anh, liệu anh Cường có chấp nhận không? Anh cứ yên tâm, em đã nói với anh Cường rằng anh đã từng là phạm nhân rồi. Anh ấy bảo chỉ cần anh tu chí làm ăn, còn chuyện quá khứ không quan trọng. Ai mà chẳng có lỗi lầm chứ. Anh trai em tốt thật đấy. Anh trai em nhiều cái tốt thật, nhưng mà cũng nhiều cái khó lắm. Sau này anh sẽ hiểu. Ừ, anh biết rồi. Để anh đến nói chuyện với anh trai em, cho mình qua lại trước đã. Rồi anh đưa bố mẹ đến thưa chuyện sau. Vâng ạ. Không đời nào. Em bình tĩnh, có gì mình từ từ nói. Bao lâu nay em nhìn anh tình tứ bên con Danh đấy, em đã khó chịu lắm rồi. Bây giờ anh còn bảo anh cưới nó, anh muốn em bình tĩnh thế nào? Chỉ là hoàn cảnh ép buộc thôi. Anh cưới cho có hình thức, chứ có yêu đương gì đâu. Hình thức thôi á? Thế cưới xong chẳng lẽ không đi đăng ký kết hôn, không sinh con đẻ cái à? Lúc đấy thì em là cái gì của anh? Em không đồng ý, anh muốn làm thế nào thì làm. Nhưng mà nếu chia tay Vân thì anh với em biết lấy đâu ra tiền mà tiêu? Em không cần biết, anh muốn làm thế nào thì làm. Nhưng nếu anh cưới con Danh đấy thì chúng mình chia tay. Yêu phải mấy đứa không có não mệt thật đấy. Thôi được, coi như anh chịu thua em vậy. Anh ta mà dám kết hôn với con nhỏ đấy, nhất định chia tay. Này cô, đi đứng và nhìn đường chứ, cẩn thận ngã đấy. Đi đứng thế nào là việc của tôi, anh ngứa mồm à? Cô vừa nói cái gì cơ? Tôi bảo anh bị ngứa mồm à? Đàn ông gì nhiều chuyện như đàn bà thế? Cô đúng là ngang ngược. Cô đi không nhìn đường suýt đâm vào tôi. Tôi đã có ý tốt nhắc nhở cô, thế mà cô nói tôi như vậy à? Thế tôi đã đâm vào anh chưa? Thì chưa, nhưng đó là do tôi tránh kịp. Thế tránh rồi thì đi luôn đi, đứng đây làm nhảm cái gì? Hay là muốn đây phải cảm ơn? Nhìn cô không đến nỗi nào, mà ăn nói chán thật đấy. Này, đứng lại. Chuyện gì nữa? Anh vừa thở ra câu gì đấy? Tôi nói vậy không đúng à? Tôi không có nhu cầu cần cái loại như anh dạy dỗ. Đừng có lên giọng đạo đức ở đây. Quỳnh, em làm anh tìm mãi. Anh tìm tôi làm gì? Anh có biết là vì anh mà tôi bị người ta làm cho tức điên hay không? Ai làm em tức điên? Để anh đi tìm nó, cho nó một bài học.
Thằng này á? Này, đứng lại. Cậu muốn gì? Mày quay lại kia cho tao. Có gì cậu nói nhanh đi, tôi đang rất bận. Mày bận gì thì kệ mày. Mày quay lại đằng kia. Xin lỗi người yêu tao ngay. Hóa ra cô ta là người yêu cậu à? Cậu có biết ai đúng ai sai mà bắt tôi phải xin lỗi chứ? Sai hay đúng thì cũng là người yêu của tao. Còn mày là người ngoài. Cho dù có đúng, đối với tao vẫn là sai. Ra cho nó một trận. Sao hôm nay nhiều lời thế? Đúng là một cặp trời sinh. Đấy, anh thấy chưa? Nó còn mỉa mai em với anh kia kìa. Mày có biết bố mày đã từng phải bóc lịch về tội đánh nhau không? Rõ ràng là cô ta sai lề lề ra. Sao anh vẫn cố tình hành hung tôi? Mày là cái thá gì mà tao không dám đánh? Mày là bố đời à? Xin lỗi người yêu tao. Nhanh. Tôi đã nhịn cậu đủ rồi đấy. Nếu còn quá đáng thì đừng trách tôi. Mày đang dọa tao đấy à? Nào, làm gì đấy? Cô làm cái gì vậy? Trả điện thoại cho tôi. Xin lỗi người yêu tao đi. Tao bảo cô ấy trả cho. Không bao giờ. Rõ ràng là hai người đang cố tình gây chuyện với tôi. Sao tôi lại phải xin lỗi chứ? Tại sao ấy à? Vì bố mày còn nắm đấm. Mày hiểu không? Cậu được. Tôi sẽ báo công an. Mày đang dọa ai đấy? Mày có biết bố mày là ai không? Nằm im. Bố mày đang nói chuyện với mày đấy. Thế giờ sao? Mày có chịu xin lỗi người tao không? Mày cũng lì phết nhỉ? Thôi, bỏ qua đi anh. Nó yếu như sên đấy, đánh đấm cái gì nữa? Nể mặt người yêu tao, nên tao tha cho mày. Từ nay tránh xa tao ra. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa. Này, trả điện thoại cho mày đấy. Lần sau yếu thì đừng có ra gió nhá. Em chào anh ạ. Ừ, về rồi. Này, anh bị làm sao đấy? Anh mới bị ngã một chút, không sao đâu. Ngã kiểu gì mà như này? Sao nhìn như anh bị đánh thế? Ừ thì bị đánh, nhưng mà anh không sao đâu. Mày vào ngủ đi. Anh không sao thật chứ? Hay là để em đi lấy thuốc bôi cho anh nhá? Thôi, không cần đâu. Nam nhi đại trượng phu. Mấy vết thương bé tí này thì ăn thua cái gì? Mày đi ngủ đi. Anh đau thì anh cứ nói ra. Anh nhịn làm cái gì? Để cho anh yên. Vâng ạ. Em đi ngủ trước đây. Amanda. Dạ. Người yêu của mày hôm nào đến? Ngày mai ạ. Em bảo anh rồi mà. Ừ. Anh hỏi lại cho chắc. Vào đi. Dạ vâng ạ. Ơ, Quỳnh, sao em lại ở đây? Em phải hỏi anh mới đúng đấy. Anh định đi đâu? Chẳng phải anh đã nói với em rồi à? Sao mà em chẳng chỉ hiểu vậy? Hiểu cái đầu anh ấy. Tôi là con người, không phải sắt đá. Tôi không chấp nhận chuyện đấy, anh hiểu chưa? Vậy em nói đi, em muốn anh phải thế nào? Anh là đàn ông đấy. Chả lẽ không nghĩ được cách gì kiếm tiền à? Ngày trước thì toàn du thủ du thực. Sau đó thì vào tù. Ra tù cái thì gặp em, yêu em. Anh có biết làm gì đâu. Vậy bây giờ tu chí mà làm ăn đi. Nghĩ cách gì đấy để kiếm việc mà làm. Sao vậy? Anh nhất quyết muốn dựa vào con danh kia để đổi đời à? Em phải hiểu cho anh chứ. Anh mà đổi đời thì cũng có lợi cho em mà. Nếu như anh nhất quyết lấy con danh đấy thì chúng mình chia tay. Sao em cứ dồn anh vào bước đường cùng thế? Dồn á? Tôi cũng là phụ nữ, cũng biết yêu, cũng biết ghen. Tôi không chấp nhận việc người yêu mình đi lấy người khác để tôi thành con giáp thứ 13 đâu. Vậy thì tùy em. Anh được lắm. Xem như tôi nhìn nhầm người. Từ bây giờ trở đi ấy, đừng tìm tôi nữa. Đồ đàn bà không có não. Tưởng tôi cần cô à? Anh lo quá.
Anh trai em làm gì mà lâu thế? Anh ấy suốt ngày bận rộn, chắc đang gọi điện chỉ đạo công việc đấy. Anh ấy sẽ ra ngay ạ. Anh hiểu rồi. Thế hôm trước em nói chuyện với anh ấy sao rồi? Anh ấy không phản đối chứ? Anh yên tâm, anh Cường là người biết lý lẽ, không quan trọng chuyện quá khứ của anh đâu. Thế thì tốt rồi. Anh Cường, anh xong việc rồi ạ? Trái đất này tròn quá nhỉ. Vân, đây là anh trai em thật à? Vâng, đây là anh trai của em. Hai người quen nhau ạ? Sao thế? Hôm trước gặp tôi, cậu hung hăng lắm mà, lại còn thẳng tay đánh tôi không chợt phát nào. Sao hôm nay hiền như cục đất thế? Anh ạ, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Nếu sớm biết anh là anh trai của Vân thì có cho em 10 lá gan em cũng không dám ạ. Anh nói như vậy có nghĩa là hôm trước anh đánh anh trai của em à? Chuyện này chắc chỉ là hiểu nhầm gì thôi. Anh bỏ qua cho anh Hùng được không ạ? Mày ngồi xa nó ra. Anh Cường, anh Hùng không biết anh là anh trai của em nên anh ấy mới hành xử như thế. Anh tha thứ cho anh Hùng được không ạ? Mày có biết vì sao nó đánh anh trai của mày không? Nó đánh anh mày là để lấy lê và bênh vực con người yêu của nó đấy. Anh hiểu nhầm rồi ạ. Em với cô ta không có liên quan gì cả. Anh Hùng, chuyện này là thế nào? Anh với Quỳnh trước kia có tình cảm thật, nhưng sáng nay anh chia tay cô ta rồi, anh thề đấy. Nói vậy, trong thời gian anh yêu em, anh vẫn yêu cả cô ta à? Anh đúng là đồ khốn na. Quá khứ của anh như thế nào tôi không quan tâm. Anh có kiếm ra tiền hay không tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà anh dám trơ cháo lừa dối tôi là tôi không thể chấp nhận được. Ok Vân, nghe anh nói đã. Đứng lại. Anh Cường, em xin lỗi, mong anh cho em một cơ hội. Quá khứ của cậu có thể tôi không nhắc đến, thế nhưng thực tại qua cách hành xử của cậu tôi đã hiểu cậu là con người như thế nào rồi. Anh, em thật sự biết lỗi rồi, mong anh. Người như cậu ngay cả pháp luật cũng không giúp cậu thay đổi được, tôi sao dám tin. Mời cậu về cho.